Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một bộ hòa lưới dùng được cả điều hòa. Đây là con Sun 1000. Đây, mình quay gần vào cho các bạn xem nhé. Đồng hồ điện lưới này đang dùng 740W nha. Đây là đường dây pin vào này, dây của tấm pin vào này, dây của tấm pin vào cái cầu dao đảo chiều này. Ví dụ mình mà muốn dùng vào hòa lưới thì mình gạt sang bên này, còn mình muốn dùng sang bộ độc lập, bộ kích để vào bộ sạc ắt quy đấy thì mình đảo sang bên này. Thế nhưng mà đây là mình để chờ thôi chứ mình không dùng bộ độc lập ở đây. Ở đây mình chỉ dùng bộ hòa lưới thôi. Dây pin vào đây, dây pin vào phải đấu đúng âm dương nhá. Đấy. Còn dây này là dây điện ra điện lưới này. Đấy. Điện lưới ra này. Bây giờ mình sẽ quay thông số trên bộ hòa lưới cho các bạn xem nhé. Đây là thông số của bộ hòa lưới này. Điện của tấm pin vào là 30W, 30V, 348W. Điện lưới là 659W. Đây. Ngày hôm nay được từ sáng đến giờ là được hơn một số rồi này. Tổng là 340 số. Hiện giờ tấm pin đang có là 430W và điện lưới đang dùng là 576W. Bây giờ mình sẽ bật điều hòa cho các bạn xem. Đấy, mình vừa bật điều hòa xong này thì điện lưới lên 1250W này. Đây, điện lưới là 1300W nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bộ điều hòa đi, tắt bộ hòa lưới đi để xem là không dùng bộ hòa lưới thì nó sẽ lên bao nhiêu nhé. Tắt rồi này, đấy, nó sẽ lên 1700W luôn này.
Đấy, vì vừa rồi pin nó sản xuất là hơn 400W thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ lại cắm bộ hòa lưới vào nhá. Thì nó sẽ lại giảm đi. Đang là 1.700 nhá. Đấy, bộ hòa lưới hoạt động rồi. Đấy, xuống còn 1.300 nhá. Đấy. Xuống còn 1.300 chưa? Đây này. Thì là nó trừ đi 400 W pin mà. Đấy. Thế là mình tiết kiệm được hơn 400 W đấy. Đấy chứ không bình thường nó sẽ là 1.700 không? Đấy, điện VN nó còn 1.300 thôi. Tự bộ hòa lưới này nó sẽ trừ đi nhá. Lưới đang dùng là 1.770W nha. Bộ hòa lưới này pin là 419W. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt bộ hòa lưới này đi nhá. Các bạn theo dõi này. Đang dùng là 1.780W nhá. Mình tắt đi này. Tắt bộ hòa lưới nhá, nhìn này. Đang 400W. Tắt bộ hòa lưới này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, nó đã sẽ lên là 2.118 W nha. Đấy, bây giờ mình lại cắm vào nhá. Cắm bộ hòa lưới vào rồi này. Chờ bộ hòa lưới hoạt động này. Đây vẫn là đang là 2.119 W nhá. Khi bộ hòa lưới hoạt động, khi bộ hòa lưới này hoạt động thì cái điện lưới này nó sẽ trừ đi này. Đấy, trừ dần rồi này. 410W này. Đấy, thì sẽ còn điện lưới dùng còn có 1.770W này. Đấy. Đấy, trước bộ hòa lưới này chưa hoạt động thì nó là 2.200. Bây giờ còn có 1.800 thôi. Vì là 400 watt pin đây rồi. Tiết kiệm được 400 W. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.